Thưa quý vị, nắng nóng ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung đang trong giai đoạn đỉnh điểm khi mà vùng thấp nóng phía Tây phát triển hoàn chỉnh và mở rộng về phía Đông Nam. Nó sẽ khiến một dọc các tỉnh từ Tây Bắc Bộ xuống tới ven biển miền Trung không mưa và đều xảy ra nắng nóng diện rộng. Sang đến ngày mai, vùng thấp nóng phía Tây hoạt động với cường độ ổn định. Các tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và phần phía Tây của tỉnh Yên Bái sẽ vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt từ 33 tới 35 độ. Một số nơi như Mường La, Mường Lay và Mường Tè, nhiệt độ cao từ 36 đến 38 độ. Với các tỉnh thành phố, khu vực phía đông của Bắc Bộ, ảnh hưởng của thấp nóng phía Tây không quá mạnh, nhiệt độ cao từ 31 đến 34 độ, một số nơi nhiệt độ cao 35 độ, nóng chỉ xảy ra cục bộ nhưng tình trạng oi bức cũng đã xuất hiện. Nằm trên đường phía đông nam phát triển của vùng thấp nóng phía Tây, vì thế một loạt các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào tới tận Bình Định trong hôm nay và cả ngày mai đều xuất hiện nắng nóng. Vùng nóng không chỉ xảy ra ở khu vực vùng núi mà mở rộng ra cả vùng ven biển với mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ. Tại Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa và Nam Đông là những nơi ảnh hưởng của gió phơn gây ra bởi vùng thấp nóng mạnh mẽ nhất nên nhiệt độ sẽ ở mức cao từ 38 đến 39 độ. Trong khi Bắc Bộ và miền Trung đang xuất hiện nắng nóng gay gắt, thì ở miền Nam, thời tiết lại đang có những dấu hiệu chuyển mùa khi gió Tây Nam phát triển yếu trở lại. Trong đêm nay và chiều tối mai, ở tại khu vực Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh miền Đông Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông. Những cơn mưa dông xuất hiện có khả năng kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Trong ngày, ở cả hai khu vực trời vẫn nắng mạnh, nhiệt độ ngày ở Tây Nguyên vẫn cao 33 đến 35 độ, còn Nam Bộ vùng miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, còn tại miền Tây nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Trên biển, vịnh Bắc Bộ đêm nay và ngày mai gió hướng Nam đến Đông Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 khiến cho biển động. Khu vực huyện đảo Hoàng Sa và huyện đảo Trường Sa gió nhẹ, biển êm và không có mưa dông. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.